Động đất 7.9 độ tại Nepal làm 688 người chết, tin từ Kathmandu, Nepal. Một trận động đất mạnh xảy ra tại Nepal gây chấn động đến vùng Bắc Ấn Độ sáng hôm nay ngày 25 tháng 4 làm thiệt mạng hàng trăm người. Một tháp cao được xây dựng từ thế kỷ thứ 19 tại thủ đô Kathmandu của người Nepal bị đổ sập và hàng loạt trận lở đá dồn dập tại vùng núi Everest. Một viên chức Bộ nhà đất Nepal cho hay, số tử vong vì trận động đất lên đến ít nhất là 688 người. Một phút Trình nói rằng trận động đất mạnh cấp độ 7.9 xảy ra tại một địa điểm cách Pokhara, thành phố lớn thứ hai của Nepal, khoảng 80 cây số, tương đương với 50 dặm về phía đông. Cách này 81 năm cũng đã xảy ra một trận động đất mạnh chưa từng có, làm rung chuyển quốc gia Hy Mã Lạp Sơ nghèo khó, gây thiệt hại cho cả quốc gia láng giềng Ấn Độ và Bangladesh, làm chết tổng cộng 8.500 người. Một viên chức du lịch cho hay có 8 người bị thiệt mạng vì lỡ đất, tại trạm Everest dành cho các nhà thể thao muốn chinh phục ngọn núi cao nhất trên thế giới. Tình của cảnh sát địa phương nói có đến 200 người bị chôn vùi trong tòa tháp Darara cao 10m với 14 tầng được xây dựng từ thế kỷ thứ 19 bị sụp đổ tại Kathmandu. Đây là một trong những địa điểm lôi cuốn khách du lịch khắp nơi đến thăm trong vòng 10 năm trở lại đây. Truyền thân Ấn Độ cho biết ít nhất 17 người bị thiệt mạng vì trận động đất tại Nepal làm sụp đổ các tòa nhà cao tầng tại các bang Bihar, Uttar Pradesh và West Bengal tại quận Sigas thuộc vùng biên giới Tây Tạng cũng xảy ra động đất cấp độ 5 vào trưa thứ Bảy hôm nay ngày 25 tháng 4, làm ít nhất một người chết và nhiều căn nhà bị sập.